Xin chào quý bà con, quý con chị các bạn đang nghe xem kênh. Thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua hình giá thanh long mục đỏ, thanh long mục trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý con chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cải của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long mục đỏ, thanh long mục trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì trong 1-2 ngày trở lại đây, giá thanh long đang có chiều hướng đang tăng trở lại. Quý bà con, thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì đang có chiều hướng đang tăng. Thì tạm thời mình xin cập nhật tình hình giá vào buổi sáng. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây thì lô 1 dao động từ 22.000 đến 23.000 đồng một ký, lô 2 dao động từ 17.000 đến 18.000, còn lô 3 dao động từ 12.000 đến 13.000. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay dao động từ 5.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 16.000 đến 17.000. Còn hàng sàn dao động từ 12.000 đến 14.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì dao động từ 4.000, từ 3 đến 4.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 13.000, 14.000, 15.000. Bò sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Còn hàng thường thì dao động từ 8.000, 9.000, 10.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì đang động dao động từ 3.000 đến 4.000 tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì hàng loại 1 dao động từ 18 đến 20, loại 2 dao động từ 13.000 đến 15.000, còn loại 3 dao động từ 10.000. Hàng giả của thanh long ruột đỏ dao động từ 5.000 đến 6.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con một ngày vui vẻ, may mắn.